Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình thì chuyên mua bán máy cũ, máy tính bảng mua rẻ. Và hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm máy cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review cho các bạn. Thì là sản phẩm hôm nay thì nhà mình về được lô này là lô iPad iPad 5 AR1 các bạn nhé. iPad 5 AR1 thì là con này của nhà mình là phiên bản là Wi-Fi các bạn nhé. Đấy, phiên bản Wi-Fi thì mình sẽ coi như là giới thiệu chi tiết coi như là sản phẩm là iPad 5 phiên bản coi như là gì nhỉ, Wi-Fi này, cho bạn xem là với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì các bạn đáng mua không bạn nhé. Đây, đây iPad này, AR này, 1 này. Con này là phiên bản của nó là phiên bản gì nhỉ? 16GB các bạn nhé. Đấy. Dòng iPad này là sẽ chỉ hỗ trợ coi như là Wi-Fi thôi các bạn nhé, không có gắn SIM coi như là 3G. Nói chung là Wi-Fi thì ở đâu thì bây giờ nó thật các bạn, ở đâu cũng có Wi-Fi rồi. Thì vì các bạn học online tại nhà thì bắt buộc các nhà các bạn phải có là coi như là 3G các bạn nhé. À, có Wi-Fi các bạn nhé. Và mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình chi tiết con này. Thì là con gì nhỉ? Con iPad 5 AR1 này thì là gì nhỉ? Của nhà mình là phiên bản của nó trong là 16GB. Đấy, bản quốc tế phiên bản trong 16GB. Con này thì là màn hình của nó cực kỳ to. Đấy, các bạn mua con này về học online thì cực kỳ tuyệt vời. Màn hình con này của nó là 9,7 inch. Đấy. 9,7 inch các bạn nhé. Các bạn tải Zoom về. Các bạn tải Zoom về để học online. Này, các bạn tải Zoom về để học online thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Này, mình sẽ coi như là quay camera trước này. Đấy, camera trước của nó rất là to nhá. Đấy, các bạn mà học online thì con này cực kỳ tuyệt vời luôn. Cái màn hình của nó là 9,7 inch. Đâm là các bạn nhìn sẽ là các chữ số này thì nó sẽ coi như là không bị coi như là kém mắt các bạn nhé. Nói chung là nhà các bạn mà có các em nhỏ mà để học online thì các bạn mua con giá con này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình sẽ gửi xem phim, nghe nhạc, đọc báo trên sản phẩm là iPad 5 AR1 này xem là có sướng cà phê không các bạn nhé. Đấy. Đấy, loa con này thì loa nghe kép này. Loa con này thì loa nghe kép, cực kỳ sướng, cực kỳ hay các bạn nhé. Đấy, loa nghe kép này. Cổng sạc của nó là rất cổng sạc con này. Mình sẽ tạm thời thoát ra tại vì sợ nhạc bản quyền các bạn nhé. Cổng sạc con này thì nó hỗ trợ sạc từ coi như là iPhone 5 này, dây sạc chung với iPhone 5 và iPhone coi như là 13 Pro mới nhất các bạn nhé. Loa nghe nhạc, loa nghe kép. Và trên này là có rắc coi như là cắm mic cắm cái mic livestream 3.5 các bạn nhé. Rắc tai nghe 3.5 các bạn có thể là cắm coi như là cắm vào cái tai nghe 3.5 này, nói chung là cắm ra mic livestream hay là mic thu âm livestream cực kỳ tuyệt vời luôn. Và bên này thì sẽ có nút volume to nhỏ và nút nguồn, nút gạt rung nhá. Đây trên này nút nguồn rất là hay luôn. Thì là ngoại hình bọn này thì là máy nhà mình thì còn 90/90% các bạn nhá. iPad AR1 iPad 5 AR1 này thì là ngoại hình bên mình là máy còn là trên 90% các bạn nhá. Đấy. Ngoại hình còn cực kỳ là ok, trên 90%. Và bọn này thì nhà mình thì là còn về được mỗi màu đen nhé, màu đen, màu xám lông chuột các bạn nhé, màu đen xám lông chuột này. Hôm nay nhà mình về rất nhiều nhé, nên các bạn thao chọn đây nhé, một đống nhá, nên là các bạn thao chọn nhá. Và sản phẩm là iPad 5 AR1 này thì là các bạn mua về học online hay là học Zoom hay là học online thì cực kỳ tuyệt vời. Và giá con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy, iPad AR5 đấy, AR1 phiên bản là iPad 5 các bạn nhé. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 3.500.000 đấy. Bạn nào mà thích sản phẩm là iPad coi như là 5 này, các bạn nhắn tin hàng mình sớm nhất, một là qua Zalo, nếu mà Zalo mình tin nhắn mình không trả kịp các bạn thể gọi trực tiếp qua số hotline mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, đây địa chỉ cửa hàng mình các bạn nhé, gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa thì mình có ship cô ba miền. Và hình thức bên mình thì là có nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình bán ra thì cứ lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhé. Đấy, nên các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm coi như là iPad 5 bên mình các bạn nhé. Đấy, giá trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Nói chung với mức giá là 3.500.000 các bạn mua con sản phẩm iPad 5 này, AR1 này thì cực kỳ là hợp lý các bạn nhé. Vừa túi tiền mà màn hình của nó là cực kỳ to. Và dung lượng pin con này thì mình mới chưa nói. Dung lượng pin con này của nó là pin của nó 8600mAh các bạn nhé. Đấy, pin của nó là pin gần 9000. Nói chung là pin con này cũng cực kỳ là ok các bạn nhé. Đấy, giá chỉ với giá có như là 3.500.000. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con Samsung A30 các bạn nhé. Đấy, hôm nay nhà mình về con này là Samsung A30. Con này thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhé. Con này thì khách xài cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, khách xài con này cũng còn rất là đẹp luôn, tại vì khách dùng ốp mà. Con này còn rất là đẹp các bạn nhé. Con Samsung A30 này thì mình sẽ xem cho bạn có như là cấu hình chi tiết cho các bạn xem là bao nhiêu GB. Đấy.
lâu lắm mình về được con A30 này. A30 này, màn hình của nó là tràn viền các bạn nhá. 6,4 inch, độ phân giải của nó là full HD cộng các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ xem coi như là tính năng con A30 này, xem là cái bộ nhớ trong bao nhiêu để mình coi như định giá cho bạn nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ coi như là active vào cho các bạn để mình xem coi như là chi tiết các bạn xem là. Đấy, nói chung là nhiều bước lắm. Đấy. Đấy, cái giao diện của Samsung thì là màn hình của nó full HD thì cực kỳ là đẹp. Các bạn chờ một tí nhé, để nó load về các bạn nhé. Vì vừa mới khởi động lên thì phải chờ load các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ xem các bạn có như là sản phẩm là Samsung A30 này cấu hình như nào các bạn nhá. Đây trên tay mình là Samsung A30 thì con này là phiên bản công ty này, hai sim hai sóng này. Và cấu hình con này thì là mình sẽ xem bạn nhá. Cấu hình con này là RAM 4 nhá. Đấy. Con này của bên mình là phiên bản là RAM 4 bộ nhớ trong 64GB. Con A30 này sẽ là có hai phiên bản các bạn nhá. Một là 32GB, RAM 3 bộ nhớ 32GB, nhưng mà con của nhà mình đây là sẽ là RAM 4 bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Màn hình của nó giặt niếc, giọt nước ở full HD cộng các bạn nhá. Con Samsung A30 phiên bản là 64GB này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý với giá là 2.500.000. Ngoại hình con này còn rất là đẹp các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung A30 này các bạn nhé, cái hàng mình là sớm nhất nhá. Giá mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được 3 cây LG V50 5G này các bạn nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được 3 cây LG V50 5G. Thì là ba cái này của nhà mình đều là hàng zin đẹp A cộng các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về được ba cây này là hàng zin đẹp A cộng này. Đấy, LG V50 3G. Đấy. À 5G các bạn nhé. Thì là sản phẩm là LG V50 này thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết cho bạn. Thì là cấu hình con này của nó là màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K cộng các bạn nhé. Và dung lượng pin của nó 4000, và con này là chạy chip Snap là 855, chip này gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và màn hình con này thì là màn hình của nó là đây cũng nó tràn viền rất là đẹp các bạn nhé, thiết kế của nó rất là đẹp luôn. Cấu hình con này là của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Nói chung là dòng LG này các bạn cũng nhiều bạn cũng đã rõ qua cấu hình rồi, nói chung là không phải giới thiệu nhiều. Cổng sạc tai xì và jack tai nghe 3.5 các bạn nhé. Và sản phẩm là bọn LG V50 hàng zin đẹp A cộng này thì hôm nay nhà mình có 3 cây. Thì là ba cây này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy. Thì là ba cây này của nhà mình đều là màn hình đẹp keng nhá. Đấy, màn hình đều sáng đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ xả cho các bạn coi như là ba cây này với giá coi như là 3.500.000 một cây các bạn nhé. Đấy. Ba cây các bạn nhá. LG V50 hàng zin đẹp A cộng giá chỉ với giá là 3.500.000 cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là LG V50 các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình đã bán ra thì sẽ có mua tặng một bộ coi như là cáp sạc thường. Đấy, nên các bạn yên tâm. Thì là ở đây thì là nhân dịp coi như là cửa hàng mình thì là khai trương cái cửa hàng Shopee ấy. Thì ở đây thì nhà mình nhân dịp thì mình khai trương cái cửa hàng Shopee các bạn nhé. Đấy, cửa hàng Shopee. Thì là tí nữa mình sẽ coi như là để cái link coi như là cái cửa hàng Shopee mình ở bên dưới. Đấy, cái cửa hàng đây là cửa hàng Shopee của mình nhá. Đây là cửa hàng Shopee của mình đây ạ. Đây, cửa hàng đây là cửa hàng Shopee của mình nhá. Buổi tối thì nhà mình nó thì là mạng của nó thì là hơi bị lag một tí, đâm là hơi chậm nhá. Đấy, nhân dịp coi như là cái cửa hàng Shopee mình khai trương cửa hàng Shopee ấy thì là mình sẽ coi như là xả cái củ sạc nhanh 18W chính hãng của LG này xả lỗ nhá. Đấy, nhân dịp coi như là mình khai trương cái cửa hàng coi như là Shopee này thì là mình sẽ coi như là xả lỗ này, củ sạc này chính hãng 18W của LG. Đấy, sạc nhanh chính hãng của LG các bạn nhá. Sạc nhanh này thì là mình bán tầm này là mình cũng bán được hơn 200 củ rồi bạn nhá. Sạc nhanh chính hãng, củ sạc nhanh chính hãng của LG này, mình tầm này mình đã bán coi như được cho bạn hơn 200 củ rồi. Rất nhiều coi như các bạn đánh giá cho shop mình là sản phẩm nó dùng cực kỳ ok và cực kỳ là sướng các bạn nhá. Thì là cái củ sạc nhanh chính hãng của LG này thì là ở nhân dịp khai trương cửa hàng Shopee thì mình sẽ xả lỗ cho bạn với giá là 50k các bạn nhá. Đấy. Củ sạc nhanh 18W chính hãng của LG thì là mình sẽ xả cho bạn với giá coi như là 50k. Bạn nào mà mua sản phẩm mà LG V50 này chưa có củ sạc nhanh, hoặc là các bạn có thể là mua trên gì cho các bạn mua ở shop khác mà chưa có củ sạc nhanh thì các bạn có thể là vào shop mình, thì là không mua điện thoại các bạn có thể là vào shop mình mua ủng hộ phụ kiện cho mình, bên mình cũng được các bạn nhé. Đấy, củ sạc nhanh này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 50k. Ở đây thì mình sẽ có các ốp nhé. Đấy, ốp dẻo này, ốp dẻo trong suốt của LG V50 này, các bạn có thể chọn mua đến 1 đến 2 sản phẩm thoải mái các bạn nhé. Nói chung là pin Nokia, nói chung nhiều lắm, miếng dán màn hình BBF của LG V50 mình đầy đủ hết các bạn nhé. Combo đầu sạc các kiểu dây SIM Villa 5G và mạng cả năm này
mình sẽ bán cho bạn giá là 300.000. Ở đây thì là mạng đang hơi bị lag, đâm là không loát được các bạn nhé. Mạng buổi tối nó lát, nó mỗi củ này thôi. Đấy, cái củ sạc nhanh này. Đấy, và cái củ sạc nhanh này thì bạn nào mà có dây rồi ấy thì các bạn có thể là mua cái củ không. Mua cái củ không cũng được, thì là 50.000 các bạn nhé. Còn bạn nào mà chưa có dây ấy thì các bạn muốn mua trọn bộ của LG V50 này thì là trọn bộ này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 99k nhé. Trọn bộ sạc nhanh của LG mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 99k. Thì ở đây thì mình sẽ sạc nhanh thử luôn cho sản phẩm coi như là LG V50 này. Thì các bạn có thể là sạc được cho dòng LG này. Nói chung là cứ cái cổng sạc tai C này các bạn sạc chung nhau thoải mái nhé. Ở đây thì mình sẽ bóc ra coi như là mình sẽ sạc thử luôn cho bạn nhé. Đấy, cục sạc nhanh chính hãng của LG này. Xem là sạc như thế nào các bạn nhé. Mình sẽ tạm thời bỏ ly lông ra đây. Thì tí nữa mình sẽ dán vào các bạn nhé. Đây ạ. Ở đây thì mình sẽ coi như là bỏ cái ổ điện vào đây các bạn nhé. Thì mình sẽ tạm thời bỏ điện vào đây. Cái củ sạc nhanh này thì các bạn có thể là cắm cho dòng LG. Nói chung là cái củ sạc nhanh chính hãng của LG này các bạn có thể là, ví dụ mà các bạn mà dùng, nếu mà các bạn mà dùng cái hạt cái sạc ở bên ngoài ấy, bình thường các bạn cắm sạc bên ngoài thì thường nó sẽ bị rung màn hình các bạn nhé. Bình thường các bạn nó sẽ bị hơi bị rung màn hình tí. Nhưng mà cái rung rung đấy thì nó chỉ là cái dòng LG này nó sẽ là kén sạc, đâm là không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Đấy, nếu các bạn mà muốn mà cái màn hình của mình thì là máy của mình mà ổn định ấy, mà không bị rung hay nhấp nhảy nhảy hay là bị rung ấy, thì các bạn có thể là sắm cho mình một bộ sạc nhanh chính hãng LG này. Sạc này thì mình đã bán ra rất là nhiều rồi, rất nhiều bạn có như là đánh giá có như là 5 sao cho shop mình các bạn nhé. Sạc cực kỳ là nhanh và có như là chống rung, chống nháy màn hình. Đấy, rất là ok sản phẩm LG V50 các bạn nhé. Còn các bạn mà dùng sạc khác ấy mà bị hơi bị rung màn hình một tí ấy, nó kén sạc ấy, không ảnh hưởng gì đến màn hình đúng không các bạn nhá. Đấy, nhiều bạn nhiều khi nói quá là hỏng màn hình, nói thật các bạn không bao giờ hỏng màn hình các bạn nhé. Đấy, nó chỉ là hơi bị kén sạc một tí thôi, nó hơi bị sung điện, nó kén sạc nó không ảnh hưởng tới các bạn nhé. Còn bạn nào muốn dùng yên tâm mà không có bị nháy nháy thì các bạn có thể là chọn dùng mua bộ sạc của LG V50 này các bạn nhé. Đấy, bình thường các bạn cắm LG sạc cực kỳ là nhanh, nếu mà bây giờ mình cắm ở Samsung nhé. Đấy, mình có nhiều sẽ test thử Samsung các bạn xem là có sạc nhanh không các bạn nhé. Đấy, trên con A30 này thì là cũng hiện là luôn sạc nhanh các bạn nhé. Đấy, sản phẩm là Samsung A30 này là hiện luôn là chữ sạc nhanh các bạn nhé. Đấy, nói chung là sạc tất được các dòng luôn, là hiện chữ sạc nhanh các bạn nhé. Đấy, nói chung là cắm được tất các dòng. Các bạn có thể là về sạc iPhone, nói chung là Samsung tất cả các kiểu cũng ok hết các bạn nhé. Đấy, các bạn cắm sạc cho iPad cũng được. Đấy, về cho bạn chỉ đổi dây thôi, các bạn có thể cắm cho iPad cũng được các bạn nhé. Đây thì mình các bạn có thể là cắm vào cái máy đây. Đây. Cắm iPod nhé, nhưng mà đây để tiếng Hàn thì nó sẽ là các bạn không nhìn thấy các bạn nhé. Nói chung là các bạn cắm đủ, cắm vào cho iPad này, các bạn có thể là cắm iPad này, cắm vào Samsung với các bạn nhé. Ở đây thì mình con này thì mình chưa tiếp, mình chưa nhìn thấy các bạn nhé. Đấy, các bạn cắm đấy, nó hiện sạc đây, nó đang ở chữ Hàn mà. Đấy, nói chung là rất nhiều dòng luôn, sạc được chung rất nhiều dòng nên các bạn yên tâm nhá. Samsung, Oppo, iPhone các kiểu đấy. Đấy, nói chung tùy các bạn mà mua một củ này, đấy, một củ này thì là chỉ có hết 50.000 thôi các bạn nhé. Mình sẽ giảm giá coi như là tri ân cho các bạn coi như là hết tuần này các bạn nhé. Tuần sau thì mình sẽ bán với mức giá coi như là 80.000 đồng các bạn nhé. Còn các bạn nào mà mua trọn bộ sạc nhanh chính hãng của LG này sẽ với giá mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 99k. Nói chung là giá 99k thì mình sẽ coi như là bán cho bạn coi như là trọn đời luôn. Bộ sạc này thì mình sẽ không tăng giá nhé. Mình sẽ bán cho bạn với trọn đời luôn 99k nhé. Sạc cực kỳ là nhanh và cực kỳ là sướng các bạn nhé. Sướng lắm. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là lô Samsung S10 hàng siêu thị thanh lý các bạn nhé. Hôm nay thì mình về rất nhiều đủ màu để các bạn lựa chọn nhá. Màu đầu tiên của nhà mình thì là hàng siêu thị thanh lý. Màu đầu tiên của mình là màu đa sắc nhá. Màu đa sắc thì các bạn đủ màu để các bạn lựa chọn nhá. Màu đa sắc và từ màu thứ hai là màu Retro Gold. Đấy. Retro Gold thì rất là đẹp luôn. Hàng siêu thị thanh lý nói chung là hàng tồn kho siêu thị thanh lý. Nói chung là các bạn nó khác bọt luôn các bạn nhá. Máy đẹp leng keng luôn. Nói chung là các bạn khỏi phải chê luôn. Nhận những sản phẩm là hàng siêu thị thanh lý các bạn khỏi phải chê luôn. Tại vì máy nó quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Các bạn dùng con này cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, nhà mình đủ màu. Đấy. Màu thứ hai là màu gold này. Và màu thứ ba là màu xám đen các bạn nhé. Đấy. Màu xám đen, màu này thì các bạn chỉ lau tay thôi sẽ là sạch, dùng rất là sướng nhá. Màu thứ ba là màu xám đen này. Đấy. Đủ màu các bạn nhé. Đấy. S10 5G thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều nhá. Hôm nay nhà mình về được mấy chục cây cơ. S10 5G thì hôm nay nhà mình về được mấy chục cây nên là các bạn thâu lựa chọn các bạn nhé. Đấy, đủ màu, đủ mã này các bạn lựa chọn sản phẩm S10 5G các bạn nhá. Nên là các bạn yên tâm nhé.
S10 5G thì các bạn lựa chọn thoải mái, bên mình về đủ màu. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp coi như là các bạn một con màu xám đen này, các bạn xem các bạn nhé. Hàng coi như là vừa mới về hôm nay xong thì mình sẽ tiếp coi như là nóng luôn cho các bạn luôn. Đấy, màu đen các bạn chỉ dính tí bẩn tay các bạn chỉ lau cái thôi là sạch luôn. Thì vì máy nó zin nguyên bản sẽ khác các bạn nhé. Giá trên thị trường con này đang bán với mức giá là 6 triệu 3 đến 7 triệu đồng. Còn ở siêu thị họ bán những kiểu là bày ra tủ kính ấy, nó sẽ cực kỳ là đắt các bạn nhá. S10 5G này, hàng bày tủ kính rất là đắt các bạn nhá. Nhưng mà hàng này thì là hàng của nhà mình thì là hàng luồn chui của tủ kính ra này các bạn nhá. Máy cũng rất là đẹp luôn. Máy chung là đẹp leng keng các bạn nhá. Nói chung là các bạn xuống tiền mua sản phẩm là Samsung S10 5G này đáng đồng tiền bát gạo luôn. Dùng cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê. Và mình sẽ tiếp coi như là Samsung S10 5G này cho các bạn xem là loa mic chuông hay là cái màn hình có đẹp không các bạn nhá. Và cái độ zin của bọn này ấy, thì các bạn yên tâm. Và sản phẩm là Samsung S10 bên mình thì bán ra thì mình sẽ coi như là bao cho bạn coi như là zin check ở tại cửa hàng và check hãng. Nếu mà không zin tặng máy các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm về cái chỗ coi như là về mức độ coi như là có nguyên bản hay không các bạn nhé. Đấy, Samsung S10 5G này các bạn không phải lo luôn. Đấy, mình sẽ add tip cho các bạn vào nhá. Và xem chi tiết về cấu hình con này tất cả của nhà mình nhé. Tất cả của lô nhà mình hôm nay của bên mình thì là phiên bản Hàn Quốc các bạn nhá. Tất cả này. Đây. Máy Hàn nó sẽ chọn chế độ là STK, SKT này là của Hàn Quốc nhá. Nhưng mình sẽ chọn coi như là Samsung Phone Moze này là dòng chung dòng sử dụng các bạn chọn như này là sẽ toàn tiếng Hàn các bạn nhá. Mình sẽ chọn được bên này. Nó sẽ là toàn ra các bạn để các bạn chính hãng cho mình nhá. Đấy. Samsung S10 5G này ạ. Đấy, loa cực kỳ to luôn, hỗ trợ là cổng sạc tai si và jack tai nghe 3.5. Các bạn jack tai nghe này các bạn cắm mic livestream hay là thu âm thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đây, màu xám đen rất là đẹp các bạn nhé. Đấy thì mình cũng là đây thì mình cũng mời coi như là các bạn thành soi luôn, xem là soi cái hàng mình nó thật các bạn sướng các bạn nhé. Đây ạ, cực kỳ là đẹp luôn, khỏi phải chê luôn, màu nào cũng đẹp các bạn nhé. Máy đẹp leng keng luôn, không khác gì là máy mới các bạn. Nói chung là các bạn chỉ thiếu một cái hộp thôi là thành máy mới các bạn nhé. Đây thì mình sẽ coi như là kết nối wifi vào để cho các bạn coi như là sản phẩm là Samsung S10 5G này có mua có đáng tiền bát gạo các bạn nhé. Thì sản phẩm là Samsung S10 5G này có hai cập nhật coi như là các bạn đáng nên cập nhật nhé. Một là các bạn có thể là vào trong cái mục mà sinh chắc và học và bảo mật này. Ngắt cái lối, mình sẽ ngắt cái lối mạng hơi kém mà. Đấy, các bạn có thể là cập nhật cho bản cập nhật bảo mật nhé. Các bạn cập nhật cho mình lên cái này là lên mới nhất các bạn nhá. Và thứ hai là các bạn phần mềm này, cập nhật phần mềm các bạn. Nói chung là các bạn cứ tải về có cái phần mềm gì cơ nhất các bạn cứ cập nhật giúp mình nhá. Đấy, hai cái cập nhật coi như là cái này là cái quan trọng nhất, các bạn lên cập nhật giúp mình các bạn nhá. Và đây thì mình sẽ coi như là kết nối qua lại wifi. Mạng thì đợt này thì nó hơi kém các bạn. Kém lắm. Nó kém kinh khủng luôn đấy. Đây, mình sẽ kết nối, mình sẽ vào coi như là YouTube, mình sẽ xem coi như là nghe nhạc, xem phim. Sản phẩm là Samsung S10 5G này, loa các kiểu có to các bạn nhé. Mạng thì hơi kém, các bạn loát hơi chậm một tí. Cứ buổi tối là mạng là chậm mà. Mấy hôm nay rồi, mất tuần này rồi, cứ mạng là nó chậm các bạn nhé. Đấy. Không, nói chung là không loát được rồi. Chậm lắm. Đấy. Hơi bị chậm các bạn. Đấy. Đấy, xem các bạn coi như là loa. Loa con này là loa ngay kép các bạn nhé. Một loa bên dưới này và một loa bên trên này. Loa cực kỳ to này. Đấy. Đấy, một loa bên này. Các bạn loa một loa bên trên này và một loa bên dưới này. Loa bọn này thì cực kỳ to luôn. Và mình sẽ nói sơ qua về cấu hình con chi tiết của sản phẩm là Samsung S10 5G này các bạn nhé. Con này có hỗ trợ, còn là cái thích nhất của nó là cái hỗ trợ 5G các bạn nhé. Nói chung là cái hỗ trợ 5G này các bạn mà sau này ví dụ mà chỗ các bạn có sóng 5G các bạn được luôn cái sản phẩm nó có như là hỗ trợ 5G các bạn rất thích ở sản phẩm đấy. Và tiếp theo là sản phẩm bên mình thì là RAM của nó là RAM 8GB và bộ nhớ trong của nó là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.7 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và cấu hình con này của nó là RAM con này của nó là gì nhỉ? Pin của nó là dung lượng pin của nó là pin 4500, pin các bạn dùng một ngày là xả là thoải mái các bạn nhé. Và con này là chạy chip Exynos là 9820, chip này cực kỳ cao, gánh game chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Và màn hình con này thì là thiết kế của nó là tràn viền, cực kỳ là đẹp. Đấy, màn hình cong tràn viền rất là đẹp các bạn nhé. Và màn hình con này, tất cả màn hình bên mình thì là màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Và tất cả sản phẩm bên mình sẽ bao cho các bạn coi như là cam kết coi như là zin nguyên bản nhé. Check hãng tách tại cửa hàng, không zin tặng máy nên các bạn cứ yên tâm luôn. Đấy, áp yếc các kiểu thổi tung bay cả mồm các bạn nhé. Áp yếc các kiểu căng đét các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm sản phẩm là Samsung S10 5G này các bạn nhé.
cực kỳ là đẹp luôn và giá cực kỳ ok. Trên thị trường đang bán với mức giá coi như là 6 triệu 7 à, 6 triệu 3 đến là 7 triệu đồng, nhưng mà ở cửa hàng mình ngày hôm nay thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 6 triệu 200k các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá coi như là 6 triệu 200k các bạn sử dụng sản phẩm là Samsung S10 5G. Rẻ hơn cả iPhone 8 Plus mà có hỗ trợ 5G, pin dung lượng pin cực kỳ là nhiều. Nói chung là con này các bạn mua thì đáng đồng tiền và gạo nhá, dùng cực kỳ là sướng, cực kỳ là chất các bạn nhá. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là các tặng nói chung là tặng cho người yêu bà xã, con này dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Hàng này rất là đẹp luôn. Đẹp lắm, đẹp móc mắt luôn, từ viền viết các kiểu. Nói chung là màu nào như màu nào luôn. Các bạn khỏi phải chê luôn. Quá là đẹp luôn. Từ đẹp viền luôn. Đấy, màu đa sắc này rất là đẹp luôn. Nói chung là màu nào đẹp các bạn nhá. Nói chung là nhìn cái máy zin nó khác hẳn luôn. Màu nó rất màu, nó ra màu và rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Các bạn nhìn cái máy zin nó khác hẳn. Màu miếc các kiểu, màu mè nó rất là đẹp các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung S10 5G này các bạn nhé, tại hàng mình sớm nhất nhá. Bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 6 triệu 200k các bạn nhé. Đấy, chỉ với giá là 6 triệu 200k các bạn nhé. Sử dụng sản phẩm Samsung S10 5G. Nhà mình có rất là nhiều nên các bạn cứ thao đặt các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về là con này là con Samsung S9 nhỏ các bạn nhé. Thì là con Samsung S9 nhỏ này thì là của nhà mình thì là phiên bản Mỹ nhé. Phiên bản Mỹ sẽ là chạy một SIM một sóng. Cấu hình con này của nó thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là chạy chip Snap là 845. Chip này gành game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và màn hình của nó là tràn viền 5.8 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K+. Thì là con Samsung Galaxy S9 Mỹ này thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90% nhé. Con Galaxy S9 Mỹ này thì ngoại hình thì là máy còn trên 90%. Màn hình con này thì là đẹp keng các bạn nhé. Màn hình con này thì là sáng đẹp keng luôn. Đấy. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn ra là 3 triệu 200k các bạn nhé. Còn Galaxy S9 Mỹ này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu 200k. Nói chung là dùng các bạn dùng bọn S9 này nó khỏi phải chê luôn. Quá sướng luôn. Các bạn mua thì đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhé. Dùng cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về đi mẫu sản phẩm tối cũ giá rẻ. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm phúc. Đấy, bạn nào mà chưa có máy nào cũ để dùng hay là về học online hay là máy tính bảng về học online thì các bạn nhanh tay mình sớm nhất các bạn nhá. Giá về giá có như là máy tính bảng có như là iPad 5 này, AR1 này, giá chỉ với giá là 3 triệu 500k cho các bạn nhé. Giá cực kỳ là rẻ cho các bạn mua dịch các bạn nhé. Đấy, củ sạc nhanh chính hãng xả lỗ 50.000 các bạn nhé. Bộ sạc nhanh chính hãng coi như là cũng xả lỗ cho bạn, bây giờ là 99k các bạn nhé. Rất nhiều sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ để các bạn phục vụ các bạn nhé. Và xin chào và hẹn lại clip lần sau các bạn nhé.